Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Chim Tài Mobile. Thời buổi này thì chắc chắn anh em nào cũng đã sở hữu cho mình một em smartphone trong tay rồi đúng không? Và tất nhiên là đối với smartphone thì đều có sẵn một tính năng đó là Google Dịch, nên việc sở hữu thêm một em máy phiên dịch cầm tay thì sẽ trở nên thừa thãi. Ban đầu mình cũng suy nghĩ như anh em vậy, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ về em máy phiên dịch trực tiếp cầm tay Smart Translator F12 này thì mình đã có suy nghĩ hoàn toàn khác anh em ạ. Và bây giờ anh em hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nha. Đầu tiên về phần vỏ hộp thì khá là sang trọng với một màu đen và chữ màu gold nha anh em, rất là sang trọng ha. Cầm cái vỏ hộp thì nó rất giống với một chiếc vỏ hộp của một chiếc điện thoại. Ok, bây giờ mình sẽ cùng khui hộp ra coi bên trong có gì nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Wow, quá tuyệt vời ha, nhà sản xuất rất là tâm lý khi đã có tặng kèm anh em một cái bao silicone ha. Tiếp theo anh em sẽ có thêm một miếng dán màn hình nữa ha, quá tuyệt vời. Cộng dây xóa cáp USB-C. Và đương nhiên là cuối cùng sẽ là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Ok, bỏ qua phần phụ kiện này, anh em mình cùng nhau tìm hiểu chi tiết về sản phẩm chính ha. Và trên tay mình đây đang là máy phiên dịch trực tiếp cầm tay Smart Translator F12. Bản này là bản Wi-Fi nha anh em. Em này sẽ có hai mẫu, là một bản sử dụng Wi-Fi và một bản sử dụng được SIM 4G luôn ha. Về thiết kế thì em này có một thiết kế khá là nhỏ gọn, nó giống với những mẫu điện thoại hồi xưa ha, một thiết kế khá là nhỏ gọn. Ok, mình sẽ khởi động nó lên ha. AI Translator. Ngay từ màn hình khởi động thì nhà sản xuất cũng đã giới thiệu về tính năng của em này ha. Theo nhà sản xuất công bố thì em này sử dụng công nghệ AI dịch ngôn ngữ với độ chính xác cao. Ngoài ra thì em này còn sử dụng thư viện ngôn ngữ từ các nền tảng dịch thuật hàng đầu như Baidu và Google nha anh em. Với kho dữ liệu khổng lồ này thì anh em yên tâm, nó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu dịch thuật của anh em. Trên đây nó sẽ gồm có 3 nút. Đây là nút mở nguồn, nút bật tắt nguồn và bật tắt màn hình ha. Phím màu đỏ này là dùng để dịch ngôn ngữ thứ nhất, phím màu xanh là để dùng ngôn ngữ thứ hai. Dưới đây nữa sẽ có hai cái nút cảm ứng tương tự nè. Phím màu cam là ngôn ngữ thứ nhất và phím màu xanh là ngôn ngữ thứ hai. Ok, mình sẽ bật màn hình lên ha. Bật lên thì anh em thấy đây là màn hình chờ ha. Ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng vân tay nè, nhưng mà cái này là phạt ke thôi nha anh em. Đó, anh em có thể đè để mở. Và cách thứ hai là anh em có thể vuốt bình thường ha. Ok, lướt sơ qua về cấu hình của em này xíu nha. Em này thì có khả năng dịch 118 ngôn ngữ trực tuyến. Bản mình đang có trên tay là bản sử dụng Wi-Fi. Ngoài ra em này cũng có khả năng dịch trực tiếp bằng máy ảnh nha anh em. Về dịch bằng hình ảnh thì sẽ hỗ trợ 47 ngôn ngữ. Về thiết kế thì đây là em này có một thiết kế khá là nhỏ gọn, giống như những chiếc điện thoại thời xưa vậy đó, những chiếc điện thoại Nokia rồi thời xưa ha. Tuy thiết kế nhỏ gọn như vậy nhưng màn hình cảm ứng của em này thì lên đến 3.1 inch, giúp hiển thị việc dịch khá là rõ ràng và trực quan. Về pin thì em này sử dụng giao diện sạc Type-C ha. Viên pin thì anh em có thể sử dụng liên tục 6 đến 8 giờ, chỉ sau 2 giờ sạc. Và thời gian chờ của em này thì từ 10 đến 15 ngày ha. Và khi vào phòng màn hình chính thì nó sẽ có tất cả các ứng dụng của nó sẽ tràn ra màn hình như thế này. Và vị trí của những ứng dụng này thì anh em không thể đè để thay thế được nha, để di chuyển theo ý mình ấy. Nhưng mà không được, tại vì ở đây nó sẽ mặc định là như vậy nha anh em. Đây, nó sẽ có hai trang. Đầu tiên mình sẽ đi vào phần cài đặt cho anh em xem trước. Đây là phiên bản Wi-Fi nha anh em. Đây, ở đây nó sẽ có Wi-Fi nè, đây là âm thanh của loa nè. Có thể thay đổi lớn nhỏ tùy ý. Đây là độ sáng màn hình, cái này mấy cái này thì thôi ha. Ở đây thì nó sẽ có ngôn ngữ, đây là ngôn ngữ hệ thống, tức là thay đổi ngôn ngữ của cái hiển thị của cái máy này nè. Ở đây nó có hỗ trợ tiếng Việt nên mình đang chọn là tiếng Việt này. Đây là ở dưới tiếp theo là tỷ lệ nói, ở đây tức là cái tốc độ nói đó, anh em có thể chọn bình thường, nhanh hoặc chậm tùy theo sở thích của anh em thôi. Đây là mình có thể thay đổi được, lựa chọn được là giọng nam hay giọng nữ ha. Đây có thể thay đổi được cả phương pháp phát âm là tiếng Anh hay là tiếng Mỹ ha. Đây mình sẽ vào luôn cái phần trình dịch giọng nói cho anh em xem. Đây là cái phần lúc nãy mình nói với anh em, ở đây nó sẽ có tương ứng là cái chữ màu cam và cái chữ màu xanh nè. Khi mình đè vào cái chữ màu cam á thì sẽ là tiếng Việt ha, cái này do anh em chọn thôi. Xin chào anh em. This is because you should choose your hand. Xin chào anh em. Hello, brothers.
Chào mừng mọi người đến với kênh của tụi mình. Welcome everyone to our channel. Đó, không? Cái là ok, bên đây là tiếng Anh. Hi everyone. Chào mọi người. Thank you so much. Cảm ơn rất nhiều. Ok, trình độ của mình thì nó chỉ tới đó nên thôi, test cho anh em tới đó thôi ha. À, để thay đổi ngôn ngữ thì anh em bắt được tiếp vào đây. Ok. Vì ngôn ngữ này thì nó sẽ có 118 thứ tiếng ha. Đó, cái tiện lợi của cái con này so với lại cái điện thoại là như vậy. Anh em có thể dịch trực tiếp trong cuộc trò chuyện. Ví dụ mình đang trò chuyện với người nước ngoài, mình nói tiếng Việt thì mình sẽ bấm vào đây. Đến bạn kia nói thì mình sẽ bấm vào đây ha. Rất là nhanh gọn. Ví dụ ở điện thoại thì anh em phải thao tác nhiều để qua đổi lại. Và tốc độ dịch như mình test cho anh em thấy rồi đó, khá là ok. Và bây giờ mình sẽ test tiếp một cái tính năng, đó là tính năng dịch bằng hình ảnh nha anh em. Đây, như vừa rồi thì mình cũng đã demo cho anh em là mình chụp cái slogan của cái hộp ha. Một tip khi anh em chụp hình bằng con này là, thứ nhất là vì đây là cái máy dịch nên cái camera của nó mình thấy nó cũng không ok lắm, nên anh em phải giữ chắc tay khi dịch, giữ chắc tay khi mình chụp ha. Và khi chụp xong thì mình crop hình cho nó chuẩn trọn vào cái khung chữ đó, thì nó sẽ dịch nhanh hơn và chính xác hơn. Đồng hành cùng bạn mà không cần lo lắng, xuyên quốc gia mà không cần lo lắng. Ok, đó là tính năng dịch hình ảnh của nó nha anh em. Cũng khá là hữu dụng nhưng mà mình thấy cũng không ok lắm. Nó không nhanh bằng điện thoại của anh em đâu. Vì tính năng chụp hình này thì mình không đánh giá cao bằng điện thoại nha anh em. Tại vì camera của điện thoại thì nó có chống rung và nó tốt hơn. Sau đây là một số tính năng khác ha. Ngoài ra nó còn có tính năng dịch cuộc họp nè, trò chuyện trên nhóm nè. Đây là tính năng ghi âm. Với tính năng ghi âm này thì nó sẽ ghi âm một đoạn dài để và nó sẽ dịch ra luôn cho anh em ha. Đây anh em bấm vào dấu cộng, bản dịch góc ha. Ok, và anh em nhấn vào nút ghi âm nè. Máy phiên dịch F12 không chỉ dừng lại ở việc dịch văn bản mà còn có khả năng ghi âm và dịch giọng nói trong thời gian thực. Điều này rất tiện lợi khi bạn tham gia các cuộc trò chuyện. Điều này rất tiện lợi khi bạn cần tham gia các cuộc trò chuyện với người nước ngoài mà không cần phải viết tay lại nội dung. Với khả năng ghi âm và dịch trực tiếp, bạn chỉ cần nói hoặc ghi âm cuộc trò chuyện, máy sẽ dịch tự động và hiển thị bản dịch trên màn hình. Đây nha anh em. Đây là cái đoạn mình vừa đọc. Máy sẽ ghi âm lại cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt ha. Đây nha anh em, khi anh em ghi âm xong thì máy sẽ tự động lưu lại thành một cái file và trong đây nó sẽ có cả hai phiên bản, đó là tiếng Anh và tiếng Việt luôn ha. Quá tuyệt vời rồi đúng không? Ngoài ra nó còn có một trình dịch giọng nói offline nữa nha anh em. Ngoài online thì con này nó còn có hỗ trợ dịch giọng nói offline nữa ha. Đây sẽ là những ngôn ngữ mà nó sẽ tải về sẵn. Đây, mình sẽ vào phần cài đặt, mình tắt wifi cho anh em xem. Đây ha, mình sẽ vào phần cài đặt wifi. Sẽ tắt wifi ha. Ok. Đây đã tắt wifi rồi. Mình sẽ vào phần trình dịch giọng nói. Cảm ơn anh em đã theo dõi video vừa rồi. Thank you. I just watched the video and then. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Goodbye and I'll see you brother in the next video. Anh em nghĩ sao về em F12 này? Nếu như là anh em thì anh em có bỏ ra 2.500.000 đồng để sở hữu anh ấy không? You know you think about me press this 12 as men, then I have spent of 2,500,000 of BND to own him not. Anh em có ý kiến gì thì để lại bình luận cho mình ở phía bên dưới nhé. You have the idea what you do leave his comments to the bottom of the rough housing. Bye bye, xin chào anh em.